Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Ca Rồi, ngày hôm qua thì có một bạn tâm trần Bạn lên group á, bạn đăng Là cũng ba tím nhưng mà nó lạ lắm các bạn Là cái con Movert nè Cái con Vedan với lại con Điền Cầy Thì có một vài bạn á Thì bạn vào bạn comment á Cái tội không đặt uh, wishlist Rồi chỉnh lại wishlist đi, không nó ra hết bây giờ Thì tại sao chúng ta lại xâm ra ba cái con tướng màu tím Là ba skill là những cái con food này các bạn và trong trường hợp này xâm ra ba cái con tướng tím này là tốt hay là xấu thì mời các bạn cùng đến với cái video giải tích của mình ngày hôm nay nha. Ok, thì về các bạn tâm trần này dành cho một số bạn nào hay lăn lộn group cũng như là hay lên cái kênh chat, đặc biệt là cái kênh chat ba. Hồi xưa có một cái cái ông siêu siêu bự tâm mạng mồi đó các bạn. Là là bác này chơi rất là lâu rồi, con ạ, à, map khá là cao. Và từ những dữ liệu đó thì các bạn có thể hình dung được cái dàn tướng của bạn gần như là đã full sao tất cả các tướng rồi nha rồi bây giờ thì mời các bạn cùng xem qua cái con con ạc của mình hiện tại thì nói con ạc của mình full sao tất cả các tướng thì chưa rất nhiều tướng chưa được full sao các bạn rất nhiều tướng chưa được full sao tuy nhiên cũng có vài con trong danh sách mong muốn của mình thì đã full ví dụ hệ mặt người người mưa ánh sáng mình chỉ còn một con chinia với lại con bôn mơ nữa là full full sao bên hệ rừng thì chúng ta chỉ còn ba con tướng mới nữa là full sao bên hệ sát cũng vậy các bạn gần như là ba con tướng mới còn tất cả các tướng cũ gần như là full sao như vậy khi mà chúng ta đã full sao như thế này khi mà chúng ta đã full sao các bạn khi nếu mà chúng ta bỏ vào những cái con tướng đã full năm sao rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra đó là nó sẽ dư ra những cái mạnh tướng các bạn có thể thấy ở đây mình dư rất là nhiều mạnh tướng của người mang ánh sáng các bạn chúng ta dư một đống mạnh của scarlet dư của bell dư của ten dư tùm lum dư rất là nhiều Tuy nhiên cái nhược điểm của cái việc chúng ta dư tướng 4 skill là chúng ta không thể dùng trực tiếp những cái con tướng 4 skill này để xài cái ẩn giật tướng các bạn. Các bạn có thể thấy trong cái mục ẩn giật tướng chúng ta chỉ được quyền chọn những cái con tướng 3 skill các bạn thấy nha. Toàn bộ là những cái con tướng 3 skill và không có con tướng 4 skill nào trong đây hết. Do đó nếu mà các bạn muốn ẩn giật những cái mạnh tướng 4 skill đã dư đi thì chúng ta cần phải có một cái động tác sau đây thì cái động tác này thì nó sẽ làm cho chúng ta một là tốn thời gian hai là phải cần cần cái điều kiện điều kiện chúng ta là cần những con ba skill như thế này ví dụ mình sẽ dùng con hogan cho con hogan vào để mình ép mình ép mình ép phôi những cái con bốn skill kia các bạn rồi ví dụ ở đây thì mình sẽ cho con hogan vào mình ép beo với lại con oscar sau đó thì mình sẽ cho con hogan lên bậc bậc vàng cộng không cần vàng cộng cũng được chúng ta có thể reset ngay từ bậc vàng chúng ta sẽ reset ngay từ bậc vàng tương tự thì chúng ta sẽ dùng những con khác cho những trường hợp khác ví dụ như mình dùng cái con Angelo để mình ép cho con Scarlet rồi sau đó thì chúng ta mới sử dụng chức năng xe ngựa để chúng ta vào ẩn vật tướng hai cái con tướng bậc vàng vừa rồi các bạn thấy như các bạn thấy ở đây nó sẽ cho lại 34.000 xung quanh thùng cùng với 1080 bụi rồi đây là cái cái khuyết điểm khi mà các bạn đã full tướng năm sao khi mà các bạn đã full tướng năm sao mà vẫn cho vào wishlist nha các bạn đây là cái khuyết, khuyết điểm khi mà các bạn cho vào wishlist những cái con tướng năm sao rồi còn nếu mà chúng ta không cho vào những cái con tướng mà cái kiểu như nói là 4 skill này thì chúng ta sẽ lấy những con tướng nào các bạn ok chúng ta sẽ cho vào wishlist những con tướng ba skill tương tự như đây tại sao lại là ba skill tại vì những cái con tướng này khi mà các bạn xâm ra khi mà các bạn xâm ra các bạn có thể trực tiếp dùng nó để vào cái chức năng ẩn giật tướng ở trong xe ngựa không phải tốn một cái bước mà mình vừa thao tác vừa rồi các bạn và đây là lý do tại sao bạn chơi Summoner X3 nhưng mà toàn ra những cái con tướng ba skill là vậy các bạn nha cơ bản thì trong dàn tướng của các bạn không full hết tất cả các tướng thì cũng full khá khá tương tự như mình do đó thì bạn sẽ không để những cái con tướng bạn sẽ không để trong quý những cái con tướng 4 skill nữa mà để vào những con tướng 3 skill sau đó thì chúng ta để ép ra xu anh hùng và từ xu anh hùng thì chúng ta sẽ vào cửa hàng các bạn chúng ta sẽ vào cửa hàng rồi chúng ta vào uh, trại lính từ trại lính thì chúng ta sẽ mua nước ở đây các bạn mình có thấy có thấy mình là mình mua full nước ở đây full, full nước dùng để tưới cây một lần reset cái này nó hơi tốn một xíu tới một ngàn các bạn thấy nha một ngàn kim cương cho một lần reset được chúng ta sẽ tiếp tục mua full nước full nước các bạn rồi sau khi mua phun nước thì chúng ta làm gì chúng ta vào thư viện và chúng ta dùng là tứ cây sinh mệnh thôi các bạn nha Ok, đó là đối với những cái ạc mà đã là khá VIP rồi thì trong cái wishlist của các bạn đã full tướng năm sao thì việc mà các bạn tiếp tục để những con tướng năm sao trong đó để chúng ta tiếp tục xâm thì nó sẽ không tối ưu bằng việc chúng ta bỏ những cái con tướng năm sao ra và cho vào cái danh sách mong muốn của chúng ta là những cái con tướng ba skill giống như mình giống như mình hệ tất nhiên là hệ nào mà chúng ta chưa phun tướng năm sao thì chúng ta vẫn để vào ví dụ hệ thú hệ thú của mình rất ít xâm do đó thì cái dàn tướng chưa phải gọi hùng hậu lắm rất là nhiều tướng chưa full sao các bạn trong đây có rất là nhiều tướng chưa full sao hai ba sao đều rất là nhiều do đó thì hệ thú là một trong những hệ mà mình ít thừa tướng nhất còn hệ ánh sáng là một trong những hệ mà thừa tướng nhiều nhất các bạn gần như là gần full hết sao rồi chỉ còn cái con mơ còn thiếu một tí với lại con trinie mới ra nữa thôi các bạn mơ chúng ta cũng được ba sao rồi bốn năm sao thì chúng ta cũng sẽ full thôi Ok, rồi và vừa rồi thì mình vừa giải thích với các bạn tại sao một cái ạc chơi lâu đến vậy, bạc tâm trần này chơi uh, chắc chắn là bạn chơi đâu đó tầm 2 năm mấy, 3 năm trở lên. Nói chung thời gian đăng nhập có thể tới 1.000 ngày. Nhưng mà bạn vẫn có cái trường hợp đó là sum ra bốn cái con, ba cái con tướng tím ba skill. Lý do là tại vì cái đó là không phải là bạn không xét danh sách mong muốn full mà tại vì bạn muốn chuyện đó nha các bạn. Các bạn thì bạn muốn chuyện đó xảy ra để bạn dễ dàng ép những cái con tướng phút này dễ dàng ẩn giật những cái con tướng phước này để đổi thành xu anh hùng và từ anh hùng sẽ đổi thành nước để bạn tưới cho cái cây sinh mệnh cây cây của điêu ra ok rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều xin chào tạm biệt bye bye